Đặng Như Quỳnh bị bắt, các KOL bẩn có giật mình. Các bạn đang xem video trên kênh Tin Bốn Phương thuộc chuyên trang Cánh Cò .net. Mới đây, hot Facebooker Đặng Như Quỳnh đã bị khởi tố và bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Việc bắt giữ Đặng Như Quỳnh không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận mà còn nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân vì hành vi của Quỳnh đã gây thiệt hại lớn cho cộng đồng, tác động vào tâm lý của nhà đầu tư. Đặng Như Quỳnh đã lợi dụng sự ảnh hưởng của cá nhân, sự lan tỏa của mạng xã hội để đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, gây xáo trộn tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam. Nếu đơn thuần, Quỳnh chỉ đưa tin và phân tích về các đại gia trong thị trường tài chính, chứng khoán đã bị bắt giam thì không sao. Đằng này, Đặng Như Quỳnh còn đưa tin theo kiểu nhận định cá nhân rằng sắp tới đại gia A, đại gia B sổ khám, công ty C phá sản. Đương nhiên, những thông tin này là thất thiệt và nó ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, lợi ích của các cá nhân, tổ chức, nhất là những người nổi tiếng trong tập đoàn tài chính. Khi một người bị ánh hào quang của truyền thông mạng làm cho u mê thì nó dễ làm cho người ta phạm phải sai lầm. Trước khi Đặng Như Quỳnh bị bắt, công an đã từng triệu tập làm việc với đối tượng này vì hành vi đăng tải hơn 200 bài viết không trung thực, thiếu chính xác về tình hình Covid-19 tại Việt Nam. Các bài viết của Quỳnh chủ yếu dựa trên thông tin cắt ghép từ các nguồn khác nhau, lồng ghép các thông tin thất thiệt để phát tán lên mạng xã hội gây sự chú ý của dư luận. Cơ quan chức năng đã từng nhắc nhở, yêu cầu Đặng Như Quỳnh không tiếp tục tái phạm. Tuy nhiên, bản thân Quỳnh đã phớt lờ mọi lời nhắc nhở và tiếp tục hành trình sai trái của mình. Qua vụ việc Đặng Như Quỳnh bị bắt, chắc rằng những KOL khác cũng đang giật mình thon thót. Trên mạng xã hội thời gian qua, không ít KOL cũng đưa tin giật tít, cầm đèn chạy trước ô tô, suy diễn theo ý kiến chủ quan khiến người dân hoang mang. Chỉ cách đây 7 ngày, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ Công an đang đẩy mạnh đấu tranh triệt phá nạn đưa tin giả, tin thất thiệt. Dư luận thắc mắc liệu sau Đặng Như Quỳnh sẽ đến lượt những KOL bẩn nào đây. Việc hot Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt là kết cục tất yếu và đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang âm mộng làm KOL với mục đích vụ lợi. Đã đến lúc cần phải thanh lọc môi trường mạng xã hội vì sự lành mạnh của nguồn thông tin và vì mục đích lợi ích chung của cộng đồng.